Hùng Loan và Hoàng Vĩnh xin kính chào quý vị khán giả của chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay, phát sóng lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gạo Việt Nam bị nhái tràn lan, không ai xử lý. Cảnh báo ma túy dưới dạng nước dâu, nước xoài nguy hiểm cho trẻ em. An Giang ghen tuông chồng khóa cửa tẩm xăng đốt vợ cảnh giác với cháy nổ khi sản xuất trong tình hình mới. Nhằm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, trong thời gian qua, công ty nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh luôn đưa mục tiêu bảo vệ môi trường lên hàng đầu để sản xuất đạt hiệu quả bền vững. Hiện nay trung bình mỗi ngày công ty nhiệt điện Duyên Hải luôn có trên 30 xe bồn và 1 đến 2 tàu có tải trọng 1.500 tấn của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến thu mua chuyên chở hàng ngàn khối trò bay để sử dụng vào các mục đích sàn lấp, trộn bê tông xây dựng và sử dụng vào các vật liệu xây dựng không nung. Nhờ đó mà khối lượng phát sinh trò bay của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải đều được tiêu thụ hết, không để phát tán ra không khí, làm ảnh hưởng đến môi trường. Ngoài ra, để đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường, phục vụ cho sản xuất, đạt hiệu quả bền vững, công ty nhiệt điện Duyên Hải còn có bãi trò bay với diện tích trên 130 hecta đủ sức chứa hàng triệu tấn lượng trò bay của nhà máy nhiệt điện. Trồng được hơn 12.500 cây xanh các loại nhằm tạo ra được môi trường xanh sạch cho công ty. Đây là những giải pháp rất quan trọng để công ty thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo hệ thống quản lý môi trường của các nhà máy nhiệt điện theo tiêu chuẩn ISO 14001-2015. Thưa quý vị, gạo ST25 vinh dự đạt giải quán quân, trở thành loại gạo ngon nhất thế giới sau cuộc thi tại Philippines năm 2019. Tuy nhiên, việc làm nhái thương hiệu, giả bao bì, gắn mát vào những giống gạo lai tạp không phải là ST25 tràn lan trên thị trường, ảnh hưởng đến cái nhìn của người tiêu dùng mà còn tạo ra mối đe dọa lớn tới vị thế của gạo Việt trên thị trường quốc tế. Tại Sóc Trăng, cái nôi có danh hiệu gạo ngon nhất thế giới ST25 năm 2019 vẫn có tình trạng gạo thơm giỏm. Anh Hồ Quang Cua, cha đẻ gạo ST25 cho biết, các doanh nghiệp không biết rằng thương hiệu gạo ngon nhất thế giới là sở hữu duy nhất của tổ chức The Rice Trader và đã được đăng ký bảo hộ ở Mỹ cách đây 12 năm. Để tránh tình trạng nhái gạo thơm ST25, doanh nghiệp Hồ Quang Trí do con trai ông làm giám đốc đã thiết kế đổi mẫu mã bao bì. Trên đó có in hình chân dung của ông và mã dạch để truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, 3 ngày sau, trên thị trường ngập trời bao bì giống y chang, nhiều nhất là ở thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Sóc Trăng cho biết, đến nay đơn vị chưa xử lý được trường hợp nào. Đơn vị đã yêu cầu doanh nghiệp của ông Cua cung cấp văn bản giấy tờ liên quan đến gạo ST25 như đăng ký bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ, nhãn mát bao bì. Nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện. Trong khi đó, một lãnh đạo thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng thừa nhận, đơn vị chưa từng kiểm tra riêng lẻ lĩnh vực kinh doanh lúa gạo mà thường phối hợp ban chỉ đạo 389 của tỉnh kiểm tra ở lĩnh vực buôn lậu, dân lận thương mại và hàng giả. Trong phần sau của chương trình sẽ có. Cảnh báo ma túy dưới dạng nước dâu, nước xoài nguy hiểm cho trẻ em. Ác à, gian ghen tuông chồng khóa cửa tạm tăng đốt vợ, Thưa quý vị, thời gian qua ma túy tổng hợp xuất hiện với nhiều thủ đoạn trá hình tại các địa phương, đặc biệt thủ đoạn này lại nhắm đến trẻ em và được bày bán quanh trường học. Cơ quan công an vừa thu giữ các gói ma túy được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha uống. Trong gói bao bì có hình thức bắt mắt là chất bột có màu trắng đục. Chất bột này có mùi hương dâu. Qua công tác giám định thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma túy tổng hợp MDMA. Một thủ đoạn trá hình ma túy khác là những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt có in hình quả dầu bên ngoài ghi chữ Crispy Fruit và có in các thành phần thường thấy của loại nước uống trái cây. Tuy nhiên, bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ, thì những gói bột này là một dạng ma túy. Theo cơ quan công an, ngoài ma túy được ngụy trang dưới dạng nước dầu, một số địa phương trong nước đã phát hiện loại ma túy dưới dạng nước xoài thuộc loại Promazepam là loại ma túy. Đây là hình thức thủ đoạn mới nhằm vào giới trẻ học sinh sinh viên gây nguy hiểm tác hại khôn lường cho xã hội. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý để nhắc nhở quản lý con em mình. Dùng cống chắn ngang đường nhưng không cảnh báo, không có phương án đảm bảo an toàn giao thông, khiến cặp vợ chồng sắp cưới và thai nhi tử vong tại khu công nghiệp Điềm Thùy, Thái Nguyên vào rạng sáng ngày 1 tháng 11. Sau sự việc đau lòng trên, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên vừa đình chỉ công tác đối với hai cán bộ bảo vệ làm ca trực thời điểm xảy ra tai nạn. Theo hình ảnh có thể thấy tai nạn là khó tránh khỏi khi các ống cống được xếp ngổn ngang trên lòng đường, chắn hết hướng di chuyển của phương tiện, trong đó ống cống gây tai nạn nằm ngay bên phải theo hướng di chuyển của nạn nhân. Khi đó phương tiện đã va chạm vào miệng cống, các nạn nhân gia đập trực tiếp vào thành cống dẫn đến chấn thương nặng. Sau vụ tai nạn, càng xe máy vẫn còn mắc trong miệng cống. Ông Phan Đức Cường, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên khẳng định, các ống cống trên là do đơn vị thực hiện. Đây là tường rào nằm tại cuối khu công nghiệp được lập ra để ngăn chặn phương tiện và gia súc ra vào khu công nghiệp. Tuy nhiên, các biển báo và biện pháp cảnh giới đã không được duy trì nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Sau vụ tai nạn, ban quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với các công ty nơi các nạn nhân làm việc đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình. Thưa quý vị, sau khi hát karaoke, nhóm này đã khống chế và ép một thiếu nữ lên xe bán tải, đưa đến khách sạn để hiếp dâm. Trước hành vi côn đồ xem thường pháp luật của các đối tượng, lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Tuy Phong khẩn trương điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm người dưới 16 tuổi của các đối tượng để xử lý theo quy định. Theo đơn tố cáo của MT sinh năm 2006 là nhân viên quán karaoke tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong gửi đến công an, chiều 31 tháng 10 trong nhóm người ăn nhậu và hát karaoke tại quán thì có đối tượng đặt vấn đề để đi qua đêm nhưng Tê không đồng ý. Sau đó nhóm đối tượng này đã khống chế kéo em lên ô tô chở đến một khách sạn trên địa bàn quyền. Tại đây một đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em Tê. Theo điều tra ban đầu, công an đã xác định 5 nghi phạm, trong đó Lê Anh Tuấn, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Quảng Bình, phó giám đốc của một công ty tại Bình Thuận, được xác định là người đã khống chế và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với em MT. Án mạng từ mâu thuẫn tình ái là một trong những vấn đề xã hội nhức nhối thời gian qua. Hoài nghi dần dữ tích tụ trong một thời gian dài, đến khi bộc phát thì biến thành bạo lực, rồi thì người mất mạng kẻ vào tù. Do ghen tuông nên Nguyễn Phước Chung, 51 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh Đan Giang, đã khóa cửa nhốt vợ và cháu ngoại 7 tuổi lại rồi tưới sang đốt. Ngày 1 tháng 11, Chung uống rượu tại nhà và cãi nhập với vợ, sau đó đối tượng đã khóa cửa không cho vợ ra ngoài. Lúc này trong nhà còn có một cháu bé sinh năm 2014 là cháu ngoại của Chung. Sau khi uống rượu xong, Chung lấy mạng trùm lên người vợ đang nằm ngủ, rồi lấy thớt đập đầu vợ. Sau đó lấy xăng đã mua từ trước đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt, thấy khói bốc ra từ trong nhà chung, người dân xung quanh đã phá cửa cứu thoát cháu ngoại của chung, đồng thời đưa chung và vợ đi cấp cứu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Dung, sinh năm 1970, cư trú ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về hành vi giết người. Chỉ vì mâu thuẫn của người lớn mà bé trai 8 tuổi ở Hải tỉnh bị sát hại, kẻ thù ác Hà Trọng Quyết, sinh năm 1993, ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bị cơ quan công an khởi tố và tạm giam về hành vi giết người. Được biết, Quyết và gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng, nhà cách nhau chỉ khoảng 200 m Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, Quyết đến nhà nạn nhân và lấy cớ mượn bao tải. Khi cháu bé đang đứng ở thềm nhà, thì Quyết rút dao chém mạnh vào đầu và khắp người cháu bé. Gây án xong, Quyết rửa sạch dao, cất dấu hung khí rồi thay quần áo và đi ra ngoài đồng chăn bò như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thời điểm trên bố mẹ nạn nhân ra đồng làm việc, chị gái đi học. Để làm rõ quyết có bị thần kinh quan tưởng, mất năng lực hành vi dân sự hay không, nhà chức trách đưa anh ta đi giám định tâm thần hiện chưa có kết quả. Tiếp theo trong phần sau. Cà Mau không còn xã nào là vùng xanh. Cảnh giác với cháy nổ khi sản xuất trong tình hình mới. Thưa quý vị, toàn bộ hơn 80 vùng xanh an toàn của tỉnh Cà Mau đã chuyển sang vùng vàng, vùng cam hoặc là vùng đỏ. Sở Y tế tỉnh này vừa có quyết định cấp độ dịch mới nhất trên địa bàn, thu cấp 2 và áp dụng vào hôm nay. Hiện 101 xã phường thị trấn trên địa bàn Cà Mau đều ở cấp độ dịch từ vàng đến đỏ, tương đương từ cấp 2 đến cấp 4. Nhiều ổ dịch mới đã xuất hiện ở các huyện như U Minh, Trần Văn Thời, đặc biệt là Đầm Dơi. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc số người trở về địa phương lớn, trung bình có từ 70 đến 200 người mỗi ngày, trong khi đó tần suất tỷ lệ xét nghiệm lại mỏng. Tỉnh đang tập trung điều tra truy vết để cách ly phong tỏa nhanh nhất có thể, đồng thời hình thành dùng điểm phong tỏa, người dân không được ra vào trừ người đi làm nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quy tắc ứng xử của người làm trong các cơ quan nhà nước với nhiều quy định nhằm chứng chỉnh tác phong, lề lối, làm việc của cán bộ, viên chức của tỉnh. Khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ, thì công chức, viên chức phải mặc trang phục công sở lịch sự, không được mặc quần jeans, áo thun, không có vẻ cổ. Tại nơi làm việc, hội họp, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức không hút thuốc lá, không uống rượu bia và các chất kích thích có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, các ngày làm việc, và những ngày được phân công trực trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công đi tiếp khách theo nghi thức lễ tân ngoại giao. Ngoài ra cũng không lên mạng xã hội, đeo tai nghe, mở nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí trong giờ làm việc. Không tổ chức đánh bạc, tham gia các tệ nạn hoặc các hành vi khác trái với quy định pháp luật dưới mọi hình thức. Đặc biệt là khi giao tiếp công dân phải thực hiện sáu biết ba không: biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi. Không nói không không nói khó không nói có mà không làm nhất là không được lợi dụng việc phát biểu ý kiến việc góp ý phê bình làm tổn hại đến uy tín của cán bộ lãnh đạo quản lý và đồng nghiệp không định bợ lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm người có liên quan vụ hai máy bay va nhau tại sân bay Nội Bài. Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng đây là một sự cố uy hiếp an toàn hàng không. Trong thông cáo phát đi chiều qua, Cục Hàng không cho biết trong quá trình đẩy, phần cánh lái độ cao máy bay VNA 222 đã va chạm vào phần vỏ phía trên của bùng lái máy bay VNA -2. 590 đang dừng đổ tại vị trí 73A. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, mép sau cánh lái độ cao bên trái máy bay VNA-222 bị công vên, vỏ máy bay VNA-590 tại vị trí gia chạm có nhiều vết xước. Cục Hàng không đã thành lập tổ điều tra sự cố trên, đồng thời yêu cầu tạm đình chỉ công việc của nhân viên hàng không, trong đó yêu cầu tạm đình chỉ công việc đối với kiếp trực, tổ lái chuyến bay, chỉ huy kéo đẩy, nhân viên cảnh giới và hỗ trợ kéo đẩy máy bay. Nhân viên điều khiển phương tiện kéo đẩy máy bay và kiểm soát viên không lưu điều hành máy bay lăng. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, tại Thành Hóa, một bé gái ra hồ nước hái hoa thì bị ngã và đuối nước. Tuy đã được cứu lên bờ nhưng mà bé có dấu hiệu là ngừng thở, tim ngừng đập. Nhưng với suy nghĩ còn nước còn tác, Thượng úy Hà Minh Hải, Phó trưởng Công an xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn đã tìm mọi cách giành lại sự sống từ tay tử thần, cứu sống cho bé thành công. Vụ đuối nước xảy ra vào trưa ngày 1 tháng 11 trong khuôn viên công sở xã sau những động tác hô hấp, thổi ngạt và ép lồng ngực, cháu bé vẫn không có biểu hiện gì. Đồng chí Hải đã nhanh chóng xốc ngược cháu bé về sau lưng rồi chạy xung quanh sân để nước thoát từ trong người cháu bé ra ngoài. Sau đó cháu bé được đưa sang trạm y tế xã Nga Bạch để cấp cứu. Tại đây, Thượng úy Hải cùng các cán bộ y tế tiếp tục sơ cấp cứu để cứu cháu. Sau 15 phút, cơ thể cháu dần ấm lại, nhịp tim đập trở lại. Sau cơn nguy hiểm, mọi người đã đưa cháu tới Bệnh viện Đa Khoa huyện Nga Sơn để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến nay sức khỏe cháu bé đã ổn định và đang được gia đình và các y bác sĩ tiếp tục theo dõi chữa trị. Thưa quý vị, trong tình hình mới nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất, không ít các đơn vị kinh doanh doanh nghiệp đã thực hiện phương án ba tại chỗ, Chính vì số lượng người tăng đột biến tại công ty trong thời gian dài, nên việc sử dụng các trang thiết bị điện, nhiệt cũng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, một khi lơ là, là mất cảnh giác. Là một trong những đơn vị có diện tích và số lượng lớn công nhân, công ty bao bì A Hủy Aquabest đóng tại khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, sử dụng những nguyên liệu dùng để sản xuất bao bì và túi nhựa nên tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Chính vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được lãnh đạo công ty quan tâm đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, đơn vị đang triển khai phương châm ba tại chỗ, làm tại chỗ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ. Để mà làm được điều đó thì ban lãnh đạo mới đề xuất ra uh, nơi ăn và nơi ở. Uh, nơi ăn riêng, nơi ở riêng. Uh, để mà cái uh, <laughs> mình đưa ra những cái khu vực nào để mà uh, ít cháy nổ xảy ra và đồng thời uh, nêu cao tinh thần ý thức của công nhân cũng là một trong những công ty kinh doanh mặt hàng có điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Tại tất cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu ga thuộc công ty đều trang bị các dụng cụ chữa cháy chuyên dụng và bố trí tại các nơi thuận tiện. Do đó, cán bộ công nhân viên tập trung đông tại các nhà kho, cửa hàng tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Ban lãnh đạo công ty đã thành lập nhiều tổ kiểm tra, đồng thời triển khai các quy định nghiêm ngặt xử lý phòng ngừa sai phạm về cháy nổ. Thì đối với cái quy định về công tác phòng cháy chữa cháy thì như vi phạm lần đầu thì công ty sẽ cho làm kiểm điểm lần thứ hai thì đưa về hội đồng kỷ luật của công ty theo cái mức độ và để kỷ luật Và lần thứ ba nữa thì công ty sẽ ra hình thức là sa thải. cái thứ nhất là đối với các cái hệ thống điện phải lắp đặt gọn gàng và không câu mắt bừa bãi, à, gây quá tải, à, chia hơi, à, dẫn đến cái sự cố à, cháy nổ. À, thứ hai là phải bố trí sắp xếp à, lối đi, lối thoát nạn đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy cháy. À, phải tiếp tục cái công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy cháy để kịp thời khắc phục các cái hỏng hốc, các cái sơ hở để đưa vào thường trực đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Như vậy, để có thể đảm bảo mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ, ngoài công tác kiểm tra hướng dẫn của các cơ quan chức năng hơn lúc nào hết các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh phải nâng cao tinh thần cảnh giác tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy tránh tình trạng lơ là mất cảnh giác dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng và tài sản quý vị, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Ngô Xuân Tấn, 34 tuổi và Trần Văn Nghĩa, 32 tuổi để điều tra. Trước đó, khi bị người dân truy đuổi vì hành vi trộm chó, Tấn đã dùng đao chém xe của người truy đuổi và cướp một xe máy bỏ chạy. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài, Tấn đã rủ Nghĩa đi trộm chó, đồng thời chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn đeo biển số giả, chuẩn bị sẵn một thanh đao, ba bao tải và một súng bắn điện để làm công cụ đi trộm chó. Cả hai khai nhận từ đầu tháng 10 năm 2021 đến khi bị bắt đã gây ra 10 vụ trộm chó trên địa bàn các huyện thị xã và thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang gia hạn tạm giữ hình sự lần hai để tiếp tục làm rõ về hành vi đánh bạc ăn tiền đối với bốn người phụ nữ có tuổi đời từ 36 đến 49 cùng ngụ tỉnh Kiên Giang. Tại cơ quan công an, bốn đối tượng khai nhận hàng ngày cả nhóm tụ tập cùng nhau đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà của Trắng Em, số tiền ăn thu mỗi gián là 66 triệu đồng. Trắng em đứng ra thu tiền sâu 900.000 đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ 15 phút ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ Hồng Loan và Hoàng Vĩnh xin kính chào tạm biệt.